thiên tài của mấy thiên anh xin phép được gửi đến tất cả các anh trích đoạn Người tình từ trên chiến trận. Tình 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 t
bây giờ? Nếu gian gian rồi anh đi sống như ai đây? Anh muốn nói là anh yêu em. Anh đi xa, anh đi xa, anh đi rồi. Em là em yêu của anh mà. Anh đi rồi, anh đi rồi phải không? Phải. Tiếng yêu anh đã đến thì 17 năm qua không nói yêu em nhưng chưa một lần dám nói. Để đến năm nay không còn gì nữa cả thì em dập dập chân là con gió bồ tiên. Cảm ơn anh chăm sóc bạn sao.